Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xin trước nơi chư Phật từ quý y tam bảo, nương theo pháp tăng tu hành lìa xa cõi lầm mê. Quyết tâm niệm Phật cầu đến Tây Phương, được bắt thôi chuyện chứng quả Bồ Đề, độ khắp chúng sinh vô cùng tận. Mười phương chúng sinh đồng cùng con vãng sanh. Nguyện mười phương chúng sinh được quay về tam bảo. Nam mô con nguyện cứu huyền, cùng thế giới khắp nơi an vui. Nương theo bốn nguyện từ dưỡng Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Dục hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con xin trước nơi chư Phật từ quý tam bảo, nương theo pháp tăng tu hành lìa xa cõi lầm mê. Quyết tâm niệm Phật cầu đến Tây Phương, được bắt thôi chuyện chứng quả Bồ Đề, độ khắp chúng sinh vô cùng tận. Nguyện mười phương chúng đồng cùng con vãng sanh. Nguyện mười phương chúng sinh được quay về tam bảo. Nam Mô con nguyện cứu huyền, cùng thế giới khắp nơi an vui. Nương theo bốn nguyện từ bi, về an dưỡng Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
nguyện từ bi về an dưỡng Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Khổ ăn chay vui lắm chứ, vì từ bi tâm lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sinh làm vui mà dùng chay thanh khiết. Ba canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng già thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ấm dày bác nông phu cấy cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết, lòng thanh thơi mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã quyết nói gương từ bi thì bằng lòng chi ân oán, nếu gieo nhân bác ái vô ưu, sao trái lành quặng cây. Đừng mong nên già khi tuổi xuân nó chớm qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương bóng Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhờ tam bảo hoa sen nở bừng. Chay vui lắm chứ, vì từ bi tâm lòng vị tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy sát sinh làm vui mà dùng chay thanh khiết. Ba canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng già thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ấm dày bác nông phu cấy cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù. Muôn loài vui sống không lo hận thù. Muôn loài vui sống không lo hận thù. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống.
Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng 2022, chúng ta tổ chức công tu ngày Chủ Nhật. Quý Phật tử về đây cũng rất là đông. Những đức cũng thông báo cho quý vị 19 tháng 2 năm nay, những đức cũng phát tâm mà muốn lại 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong 3 ngày, ngày 17 nó đi vào thứ bảy, và ngày 18 nó đi vào Chủ Nhật, ngày 19 nó đi vào thứ hai. Nên những đức lấy ngày 17 chúng ta lễ bên hộ pháp chúng ta buổi chiều, dù trễ gì chăng nữa cũng 6 giờ chúng ta có mặt tại tổ đình hộ pháp. Chiều Chủ Nhật thì chúng ta đảnh lễ bên Đại Tụng Lâm ngay cái nhà tôn, thì cũng 6 giờ chúng ta phải có mặt ở bên đó. Còn ngày 19 thì chúng ta sẽ lại bên hộ pháp trở lại, là ngày 9 bên hộ pháp chúng ta. Vì sao năm nay những đức lễ 1.500 lại quý vị? Vì nó đi vào ngày thứ bảy Chủ Nhật của hai cái ngày đó, ngày 17, 18 giống như 9 luôn. Có nhiều vị sẽ dễ sắp xếp vì chương trình đi lại 2 ngày. Còn ngày 19 thì nếu ai quý vị có cái sự khó khăn thì tùy quý vị thôi. Nhưng những đức ở đây vẫn lại ngày 19 luôn. Nếu như những đức mà lại ngày 18 đến ngày 19 thì quý vị đã nghỉ 2 ngày thứ bảy Chủ Nhật, mà thêm ngày thứ hai có những người khó khăn người ta nghỉ không biết làm sao, thấy không? Nhưng năm nay chúng ta lễ luôn 3 ngày 1.500 danh hiệu. Với quý vị coi kiếp nạn xảy ra liên tục khắp nơi nơi, mình nghe được Phật pháp mà mình thấy nó còn có sự an tâm vì mình tin sâu nhân quả. Còn người mà không biết tu thì họ chịu cái khổ vô cùng mọi mặt về cái kiếp nạn nhân sinh, nào là dịch bệnh, rồi thời tiết thay đổi thất thường tùm lum. Nên mình lại 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn quá giải bớt đi. Hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là từ bi cứu khổ cứu nạn mà. Nên chúng ta nương vào cái ngày lễ của Ngài để mà đảnh lễ 1.500 danh hiệu. Nên khi quý vị nghe những đức thông báo chỗ này, mỗi người nên rủ người đi. Chúng ta là học Phật, niệm Phật, tin nhân quả, thì quý vị thấy trong nguyên một cái thời điểm dịch bệnh, rất nhiều người Phật tử niệm Phật, mỗi ngày đều nghe những đức nói chuyện hai thờ mỗi ngày. Quý vị được gầy dựng tín nguyện niệm Phật, kiên cố cái tâm, thì nhiều người gặp những đức nói rằng họ có được sự an lạc, bình an vô cùng, không có sợ hãi. Quý vị nhớ nghe, cái tâm càng sợ thì cái tâm càng phiền cho cái thân. Và cái tâm mà sợ hãi, lo âu, buồn phiền là làm cho cái cảnh giới này bị ảnh hưởng lớn lắm. Nên mỗi một người chúng ta là người học Phật pháp, chúng ta nên giữ được cái tâm bình an. Những đức từng nói rằng một con người chúng ta lo buồn, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ một đêm thôi là sáng mai mình thấy cái sắc diện của mình nó tệ. Tệ không chi
Mình thường lo âu mà ăn không ngon ngủ không yên thì quý vị coi con người mình sao sống nổi à, sao sống nổi đây. Nên mình là người học Phật, mình tin sâu nhân quả, mình luôn luôn giữ cái trạng thái tự nhiên. Quý vị phải nhớ rằng chúng ta học Phật hay người không học Phật, người học Phật cũng gặp bệnh mà người không học Phật thì cũng gặp bệnh. Ai cũng sẽ gặp bệnh, nhưng cái tâm trạng của cái người học Phật nó khác cái người không học Phật. Cái người chúng ta học Phật tin nhân quả, chúng ta có bị bệnh đi chăng nữa, chúng ta cũng là người hiểu về cái định luật nhân quả, nên mình không có khổ như cái người mà không học Phật mang bệnh. Và chúng ta học Phật, chúng ta tin số mệnh con người, ai cũng bệnh, ai cũng già, ai cũng chết, nên chúng ta không có sợ hãi về cái chuyện già, bệnh và chết. Còn cái người không học Phật, họ sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Rất là rõ ràng. Nên cái việc mà chúng ta học Phật là cái sự lợi ích cực kỳ lớn. Nên hôm nay chúng ta học tập niệm Phật có thể chuyển cái khổ trong cuộc đời. Học Phật có thể chuyển cái khổ trong cuộc đời, xác thực 100%. Chính bản thân những đức học Phật cũng chuyển được cái khổ trong cuộc đời nè. Và bao nhiêu Phật tử ngồi đây, hoặc là bao nhiêu người nghe công đoạn này, quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ, phải rõ ràng Phật Pháp giúp cho chúng ta chuyển cái khổ trong cuộc đời này không? Chuyển cái khổ từ nội tâm á. Có những người chúng ta nghèo, lúc trước chúng ta khổ vô cùng, mà từ khi học Phật đó bây giờ nó cũng vẫn còn nghèo. Nhưng mà lạ thay là chúng ta không có khổ tâm như ngày xưa mà khi chưa học Phật. Có những người chúng ta bị chồng chửi, chồng đánh, ngày xưa khổ cùng cực muốn tự tử vậy đó, bây giờ học Phật vẫn còn bị chồng chửi, chồng đánh, nhưng mà không có khổ như ngày xưa. Cái đặc biệt nói chỗ này mới trung đạo nè. Nói chỗ này chúng ta mới hiểu định luật nhân quả, và chúng ta mới vui trả món nợ nè. Nên có một phái đoàn ở Phú Yên vô đây cộng tu 3 ngày. Trong đó có một cô gia đình làm cái nghề sát sanh, lò mổ giết chó. Làm lò mổ, quý vị biết rằng gia đình cô bệnh hoạn rồi. Tự nhiên có một ngày nọ cô này, tự nhiên cái ngực cổ nó bị tức ngực một cái, tự nhiên cái miệng không nói được luôn, giống câm luôn quý vị. Nhưng mà lỗ tai thì không có điếc nha, nghe được. Rồi chân cẳng tự nhiên cái giống như là nó đi hết được luôn vậy đó. Rồi gia đình cha chết, rồi em thì tự nhiên bị mất trí, rồi cô thì bị tàn phế như vậy. Có nghĩa là nó thảm cảnh trong gia đình tan nát. Cô muốn tự tử chết phước cho rồi, mà cô nói rằng bây giờ cô chết xong gia đình cô, mấy người em sao đây? Vậy mà lê lết mà sống. Vậy mà có một vị Phật tử tặng cho cô một chiếc máy V52, chiếc máy mình giảng quý vị. Vậy mà cô cầm cô nghe, cô nghe xong cô chân thật cô niệm Phật. Vậy đó mà cô niệm Phật, bây giờ quý vị biết rằng là cô chạy xe đạp được rồi. Mà cái miệng cô giờ nói chuyện được, bữa đó vô nè, cô nói chuyện những đức mà nói giống chậm nói được. Cô nói những đức một câu rất rõ ràng, viết trong một cái lá thơ những đức đọc nghe, xúc động vô cùng. Cô nói rằng á, gia đình lúc trước làm nghề sát sanh, mỗi ngày kiếm tiền được nhiều nhưng không thạnh được tiền. Nhưng khi mà cô mà nghe Phật Pháp rồi, gia đình mình là ngưng hết tất cả những việc sát sanh và biết ăn chay niệm Phật. Mà cô ở nhà cô tu, cô vẫn gặp sự trở ngại khó khăn, không được thờ Phật, chỉ có đúc một bức tranh Phật. Tới giờ tu thì cô lấy bức tranh ra cô tu và lễ Phật sáng tối mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật thôi. Cầm được chiếc máy đó nghe, sau này thì quý vị biết rằng là có tiền mua được chiếc điện thoại và mỗi ngày nghe 2 buổi chia sẻ của những đức. Cô nói rằng là gia đình sau này nghỉ làm nghề sát sanh, chỉ trồng đúng một cái vườn rau nhỏ thôi. Vậy mà cô đi bán rau thì bán rất là đắt, chỉ đúng một cái vườn rau thôi mà gia đình kinh tế ổn định. Còn lúc trước thì làm nghề sát sanh mà gia đạo không ổn định, thêm cái nữa bệnh đau và không dư tiền bạc gì. Bây giờ chỉ đúng một cái vườn rau, vậy mà lo cho gia đình ổn định. Chính cô nói rõ ràng những đức nghe. Từ nơi đó quý vị thấy rõ ràng chuyển cái nghề sát sanh, biết tu hành, biết ăn chay thì gia đạo có thể chuyển biến và tâm trạng có thể an vui. Hay vô cùng, đây là người thật việc thật đó. Nên cô viết trong cái lá thư có một công đoạn. Cô nói những lời cô nghe những đức thôi, cô nói lại. Cô nói nè, con thường cứ nhắc mình thầy mấy cái câu mà thầy giảng nè. Có nợ thì trả, than van làm gì. Cô nhắc cô vậy đó. Tại vì câu này những đức có thường nhắc hoài, mà đây là nhắc nhiều người nghe. Có nợ thì trả, than van làm gì.
Quý vị phải là công nhận là khi quý vị mà khổ đau mà càng than van càng khổ không? Bây giờ niệm A Di Đà Phật đi, đừng có than van nữa. Vui trả món nợ đó, đừng có trách người ta nữa, đừng có than van nữa, đừng có nói chồng gì, đừng có nói vợ gì, đừng có nói người ta đối xử với tôi gì, đừng nói nữa. Mà chúng ta niệm câu Phật hiệu thế vào chỗ đó đi. Gọi là nhớ Phật thì chuyển nghiệp mà, nhớ A Di Đà Phật chuyển cái nghiệp đó qua bên. Còn nếu đi than van, đi rêu rao á, thì nghiệp nó tăng thêm, tội nó tăng thêm, nghiệp nó nặng thêm, phước nó giảm mất sạch, hiểu không? Nên cô nói rằng, cô cứ nhắc nhở cô là có nợ thì trả đi, than van làm gì? Đừng cho mình là khổ nhất. Iran câu những Đức chia sẻ luôn, thấy không? Sống trong cuộc đời này đừng bao giờ cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này, nhớ nghe. Nếu mình cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này, vậy thì tự nhiên chúng ta bị bế tắc luôn. Chúng ta nghĩ mình quá thảm thương rồi, vì mình là người khổ nhất trong cuộc đời này, không ai khổ bằng mình. Có rất nhiều cô hay nhiều chú gặp cái khổ trong cuộc đời này, nói rằng là tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này nè. Phải nhớ nghe, ai đến thế gian này giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ, khỏe mạnh cũng khổ mà bệnh hoạn cũng khổ, ai cũng khổ hết chứ. Đã đến thế gian này là khổ, khổ, khổ. Đừng có cho rằng mình là người khổ nhất trong cuộc đời này nghe. Đó, bây giờ gặp Phật Pháp rồi đặc biệt đó. Cô nói rằng đừng cho mình là người khổ nhất. Mình không có gì là thiệt thòi. Nghe Phật Pháp rồi cô nói một câu, mình không có gì là thiệt thòi. Ghê chưa? Phải đúng không? Bây giờ học Phật Pháp hỏi kỹ là phải rõ ràng là mình không có thiệt thòi, đúng không? Bây giờ dù mình thương chồng cỡ nào đi chăng nữa mà chồng hắt hủi mình, đừng có cho mình thiệt thòi. Phật Pháp chúng ta nghe thì phải tin sâu nhân quả. Phật Pháp thông ba đời. Nên Phật nói trong kinh rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Như vậy thì chúng ta không có thiệt thòi. Bây giờ đời này chúng ta nhiệt tình hết lòng với người ta mà người ta hắt hủi, người ta chửi mắng, người ta xem thường mình, người ta không thương mình. Mà lạ tay người ta đi thương cái người hắt hủi người ta. Có không? Thế gian này có không? Có cái việc mà bây giờ cái người thương hết lòng hết dạ thì mình bỏ rơi, mà mình đi thương cái người bỏ rơi mình. Cái người chân thật với mình thì mình lại bỏ rơi người ta, mà mình đi thương cái người hắt hủi, cái người mà gạt gẫm mình thì mình hết lòng mình thương yêu. Nó cái nhân quả nó lạ lắm. Nên nhớ cái câu, nghe cái cô này cũng nghe Phật Pháp đó, tự nhiên cô phát huy ra được nhiều cái câu đó không? Đừng cho rằng mình thiệt thòi, không có thiệt thòi đâu. Đó. Rồi cô nói tiếp tục nè. Sống vui một ngày, bình an một ngày. Sống vui một ngày, bình an một ngày. Những Đức thường nói rằng á, cái niềm vui của hiện tại chúng ta đang có được nè, là biết niệm Phật, nghe Phật Pháp, tin nhân quả, có thể biết hướng thiện. Vậy thì tại sao chúng ta không sống vui một ngày để bình an một ngày? Bao nhiêu con người hiện tại người ta đang sống lo âu, sợ hãi không? Còn tại sao chúng ta là người học Phật không sống bình an của ngày hôm nay đi? Còn cái gì nó đến thì nó sẽ đến, mà nhờ cái bình an của ngày hôm nay nó sẽ thúc đẩy cái việc chúng ta bình an của ngày mai. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta không được bình an mà muốn cầu cái bình an của ngày mai có không? Không có đâu quý vị à. Không có đâu. Nên con người chúng ta có thể biết bình an của ngày hôm nay thì ngày mai sẽ bình an, ngày mốt sẽ bình an, ngày nào cũng là bình an. Nhờ cái tâm bình an tích tụ năng lượng nên chúng ta thường sống những ngày tháng bình an. Đó. Mà muốn bình an thì phải làm sao? Niệm Phật. Niệm Phật. Cái này là cái vô cùng quan trọng, vì nhớ Phật chuyển nghiệp. Nhớ Phật chuyển nghiệp, quý vị nhớ cái thứ gì nó cũng là khổ đau hết chứ. Chỉ có nhớ A Di Đà Phật thì chuyển hết cái nghiệp khổ đau thôi. Quý vị phải nhớ nè, tất cả cái tạo trong cái cuộc đời này đều có cái nghiệp. Chỉ có niệm Phật là tịnh nghiệp. Chỉ có đúng niệm Phật là tịnh nghiệp. Xây chùa cũng tạo nghiệp, độ chúng cũng tạo nghiệp, bố thí cúng dường cũng tạo nghiệp, cạo đầu xuất gia cho người cũng tạo nghiệp, cái gì cũng tạo nghiệp. Chỉ có niệm Phật là tịnh nghiệp. Nếu như tất cả những người nào làm những việc này bình tĩnh suy nghĩ trong việc làm đi rồi sẽ biết. Chỉ có đúng niệm Phật là tịnh nghiệp, tất cả những việc khác đều tạo nghiệp. Quý vị không nghe Hòa Thượng mình nói hả? Tôi xây chùa bao nhiêu chục năm nay, bây giờ con này con kia nó cắn trong xương trong thịt tôi á, phải tạo nghiệp không? Móc bao nhiêu cái móng nó giết bao nhiêu con vật, quý vị cúng dường tiền cho Hòa Thượng làm là quý vị tạo cái phước báo, đừng nghĩ tới gì nữa cả. Cứ cúng dường rồi Hòa Thượng chăng thật làm, cúng dường Hòa Thượng làm. Có người đứng ra làm, xây ngôi chùa chúng ta có chỗ chúng ta ở, chúng ta tu hành.
chúng ta tạo cái phước thiện đó, chúng ta không cần dính mắc tới, thì đúng là phước duyên thù thắng, khỏe vô cùng. Còn hòa thượng đi xây phải ngồi coi công trình, phải ngồi đắn đo cái sự việc xây dựng, rồi phải chấm công, rồi coi người ta coi có thật lòng hay không, xây có chất lượng hay không, đủ chuyện tạo nghiệp trong cái xây chùa. Đủ cái tạo nghiệp trong cái xây chùa, ghê không? Nó nên vì sao Đức Phật A Di Đà ngài dùng cái bổn nguyện là niệm Phật để cầu sanh cực lạc, niệm Phật là tiếp dẫn vãng sanh, sao ngài không dùng cái nguyện là xây chùa để ngài tiếp dẫn, thuyết pháp để ngài tiếp dẫn, cúng dường để ngài tiếp dẫn, đi bố thí cúng dường chỗ này chỗ kia để ngài tiếp dẫn? Không, ngài không có dùng cái nguyện đó, ngài không có dùng cái nguyện đó để tiếp dẫn chúng sanh, mà ngài dạy chúng ta niệm Phật ngài tiếp dẫn. Vậy thì chúng ta chân thật niệm Phật thì ngài tiếp dẫn, mà cái người chân thật niệm Phật thì cái người sẽ phát cái tâm thiện để sống cuộc đời có ý nghĩa và làm những việc lợi ích trong cuộc đời này. Tự nhiên niệm Phật sẽ làm những việc thiện, tất cả những việc thiện nó làm xong đều quy về niệm A Di Đà Phật. Những việc thiện nó làm xong rồi quên, chúng ta chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc, như vậy thì vô cùng an vui và tự tại. Hay vô cùng, thấy không? Bởi vì chúng ta mà học Phật pháp mà nếu mà không có người giải thích rõ ràng cho mình nghe thì chúng ta có khi dù cả xuất gia đi chăng nữa cũng dính sạch nhách hết chứ. Quý vị phải nhớ đó. Nên tại sao những đức mỗi ngày còn có thể vui được? Do lấy niệm Phật làm chính. Do lấy niệm Phật làm chính mà được vui nè. Nên những đức sống vui vẻ là nhờ lấy niệm Phật làm chính. Tất cả các việc khác những đức cứ hết lòng làm xong những đức quên mất tiêu. Bây giờ từ từ càng niệm Phật thì càng lại phát tâm ra. Bây giờ thương yêu các cụ già, lo lắng cho các cụ già. Những đức nói rằng sau này cái ngôi chùa mới, những đức hạ xuống cấp cho nhiều người được ở. Bây giờ ba điểm chùa chúng ta là khung đến mức mà nhiều người mà họ không đi đến đây, họ nghe những đức làm một số điều những đức nói ta sợ. Nói mà nghe không xài điện thoại, không giữ tiền, không về nhà, vô đóng cửa cái rụp, rồi ăn đúng giờ giấc, rồi đói cũng không cho ăn, bệnh không cho uống thuốc, họ nghe họ sợ hú hồn hết chứ. Có mấy vị ở trên Đà Lạt á, anh biết những đức nhiều dữ lắm, vậy đó mà muốn đi xuống dưới đây ở vậy mà nói nhau thôi muốn xuống đó dữ lắm, muốn xuống đó tu vãng sanh lắm mà nghe ông thầy Đức sợ ông lắm, tại vì khó quá trời khó, chịu không nổi. Quý vị đi đến đây có thấy những đức có khó không? Khó mà bây giờ người ta đến đây đông vậy đó hả? Thì nói là cái khung thôi, nhưng trong cái việc làm là có cái cởi mở, hiểu không? Nhưng mà chỉ nghe thôi, ở từ xa nghe thôi. Một số người ở cốc đồ lớn tuổi rồi muốn về đây tốn giáp, sợ. Nói buông điện thoại là thấy sợ, tầm 7 cái chạm. Buông điện thoại sướng muốn chết. Những đức nè, không xài điện thoại khỏe quá trời luôn, có xài điện thoại đâu, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó chúng ta học Phật á, học ra một cái tâm an lạc, học ra một cái tâm tự tại. Bây giờ năm nay người ta dám phát tâm lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, mình không dám đi lại hả? Mình không dám đi lại hả? Bây giờ một cái cơ ngơ người ta lớn, cực kỳ lớn, vì người ta dám rủ mình về lại, mình có gì đâu sợ. Nên bữa đó những đức có chia sẻ một đoạn ngắn, những đức nói rằng tất cả những cái người mong cầu này cầu kia, cầu thế gian này, mà thường đi đến lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm hay đi đến những pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu, đúng không? Năm nay cơ hội cầu nè, 1500 danh hiệu này lại đi rồi cầu. Cầu con nè, cầu chồng nè, cầu chồng bỏ rượu nè, cầu chồng thương mình nè, nè, cầu đi đủ thứ nè, cầu cho con học giỏi nè, rồi cầu nhiều việc trong cuộc đời này nè, năm nay lại đây. Hả? Lại 1500 danh hiệu đi rồi sẽ thấy. Rồi những người ăn nhậu, những người hư hỏng muốn bỏ cái nghiệp, đúng không? Là ở đây lại 1500 danh hiệu đi rồi thấy. Lạ lắm, vi diệu lắm. Đây là cơ hội khó gặp. Khó gặp nó thiệt đó. Vài năm nữa không biết những đức lại nổi hay không. Từ nơi đó năm nay còn có thể. Thì nếu như cái đà này quý vị chân thật phát tâm đi, mỗi một người nên chân thật rủ người khác đi đến đây. Nó nghĩa là gặp một cái nơi mà cũng tinh sâu nhân quả, người ta muốn khuyên quý vị tu để mà
nguyện cầu cho cái kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt đi mà. Ủa quý vị, nó lại 1500 danh hiệu đơn giản lắm hả? Có nhiều nơi người ta lại có 500 danh hiệu mà ngày người ta lại 2-3 lần á. Hoặc là quý thầy quý sư cô ngồi chỗ đọc cho quý vị lại á. Còn ở đây mà người ta đọc sướng lại, tay đánh kẽn, mắt nhìn 3 ngày, chia sẻ Phật pháp 2 ngày nữa, chia sẻ Phật pháp 2 ngày, 3 ngày liên tục vậy đó. Rồi xong rồi lại thêm 3 ngày nữa. Tu này là tu xứng đáng đó. Đi đến đây những đức sắp xếp cho quý vị tu. Thứ bảy là sắp xếp được. Trước nhất nghỉ được 2 ngày thứ bảy chủ nhật rồi đúng không? Xin nghỉ ngày thứ hai luôn. Chơi ngày thứ ba nghỉ luôn. Trừ hao. Đúng không? Nói gia đình ông chồng rồi nói ôi sao mà kỳ vậy? Lại ngày thứ hai mà sao nghỉ luôn ngày thứ ba kỳ cục. Nói ngày thứ ba nghỉ hưởng thụ được không? Mấy ngày kia lễ lại nghe pháp đồ an lạc quá trời, về nghỉ ngơi đấy mà gọi là gì, tâm tư an lạc, tích tụ năng lượng, nghỉ luôn ngày thứ ba đó được không? Các vị biết rằng nghe học Phật sao biết mà học ra cái tâm tự tại đi. Tại sao người ta thích về chùa mình? Cái quan trọng là người ta cảm thấy tự tại. Cái quan trọng là người ta thấy, cảm thấy bình yên. Những đức nói rõ ràng với vị nghe, tu cũng bệnh mà không tu cũng bệnh. Nhưng cái người tu hành bị bệnh không phải như người không tu. Ủa bệnh nhẹ hả thầy? Vẫn bệnh nặng nhưng mà sao? Cái tâm không khổ, được không? Tâm không khổ. Còn người mà gọi là không tu thì sợ sệt đủ chuyện. Đó. Một gia đình biết tu hành, gia đình có bệnh người ta sẽ lo cho người thân người ta. Gia đình không biết tu hành, bị có bệnh người ta đưa bị đi. Khác không? Đó. Nên từ nơi đó chúng ta cần nghe Phật pháp hay không? Cần nghe Phật pháp để giải tỏa tâm tư. Đó. Nên đừng có nên buồn khổ, đừng có nên trách hờn ai, đừng có trách móc ai. Nên niệm Phật mỗi ngày ha ha đi, dễ thương, đúng không? Nó có cái bức tranh bên kia mới in đó, nên cười ha ha có chút tiểu mặt dễ thương. Ai chưa có tượng Phật thì bữa nay thỉnh những bộ tượng Phật Tam Thánh, người ta mới cúng dường đẹp lắm. Với chùa tượng chùa mình, còn tượng Tam Thánh nguyên bộ là người ta cúng dường nhỏ hơn tượng chùa mình mà đẹp lắm nha. Mấy bộ đẹp vô cùng luôn. Ở bên đó nó cúng bên bệnh á. Bây giờ chuyển cái phòng đặt máy nghe pháp bên kia quý vị. Nét bên kia mới vừa về máy niệm Phật 5.000 cái. Hy hữu khó về lắm nghe quý vị. Không dễ đâu. Bây giờ máy nghe pháp, máy niệm Phật đặt là chẳng ai đó. Nên bây giờ không có gỡ đi xa, tại vì khó quá, khó gỡ quá. Gỡ đi rồi chuyển hàng tới lui, chuyển tới chuyển lui hoài bất tiện vô cục. Để từ từ coi sao. Còn giờ quý vị về đây với ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm cho người ta đặt tại chỗ luôn đi. Nhưng Đức thấy chiếc máy niệm Phật nhỏ nhỏ này nó hay mà nó bền, công nhận thiệt. Đi đâu cũng đeo bên cạnh mình hết trơn á. Lỡ mà đi ra đường gặp xe nó hung mình với cái rầm, chiếc máy niệm Phật niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình nằm đó mình nói giờ này chỉ có thầy làm bạn với con thôi. Không, xe hung cái rầm cái tự nhiên nằm kế bên. Chồng tôi đâu, con tôi đâu, của cải tôi đâu, bạn bè tôi đâu, trời ơi giờ này chỉ có thầy A-di-đà Phật ở bên cạnh con, thầy ơi thầy. Đúng không? Nó hoặc là đi đâu mà sợ sệt cái gì đó, cái máy bên cạnh á, những đức cứ ở bên cạnh quý vị á, ở bên cạnh quý vị á, trời kế bên cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thấy chưa? Ôi đúng là chiếc máy này nó hay, công nhận thì kết duyên cho chúng sanh chiếc máy này, công nhận là hay. Nó có nhiều bà nói thầy ơi thầy, chiếc máy của thầy có chút xíu mà có khi con làm con sợ bị rớt, có khi con đem con lộn trong quần mà cho thầy niệm Phật ở trong đó. Có tội không thầy? Những đức nói bà lộn ở đâu bà lộn, kệ bà miễn niệm Phật được. Bà hỏi vậy đó trời, nhiều bà có thiệt thà. Cái máy vô xíu mà bây giờ có khi nó không có sợi dây. Cái bà lấy bà lộn quần bỏ túi, bà lấy kim tay bà xiên lại, bỏ túi trong á. Còn có nhiều bà nói rằng con để cái máy tuốt trong cái ngực con luôn thầy, có tội không thầy? Những đức nó không có gì tội chứ nha. Bà để tôi đâu cũng được, miễn tôi niệm Phật là được. Đúng không? Nên từ nơi đó thì thấy công nhận là cái người tu hành tự tại chưa, vô cùng tự tại. Đã niệm có vật hiệu này là tự tại à, niệm có vật hiệu này là an vui à. Nên mới gọi là học tập là Phật pháp là cái gì?
Niệm Phật có thể chuyển cái khổ trong cuộc đời. Đặc biệt thiệt. Tiền bạc không chuyển được, danh tiếng không chuyển được, vợ đẹp con xinh không chuyển được, của cải vật chất, nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn không chuyển được. Chỉ có niệm Phật chuyển được cái khổ. Hay, quá hay. Đó. Nên chúng ta hai thờ sáng tối dụng công tu, mỗi ngày nghe chia sẻ Phật Pháp hai thờ, chân thật mà làm. Bây giờ tượng Phật tặng cho quý vị, mỗi nhà là một ngôi chùa nhỏ nghe. Ai không có tượng Phật là về đây thỉnh đi. Để mỗi gia đình là một ngôi chùa nhỏ. Có hai vợ chồng này công nhận hay, hai vợ chồng sống hạnh phúc vô cùng. Quý vị biết rằng có hai đứa con lớn rồi, rồi có vợ có chồng đâu vào đó hết trơn. Hai vợ chồng sống nhau nha. Nghe những đức chia sẻ Phật Pháp mà quý vị nghĩ đi, nhiều năm nay mà đến đây chỉ có 3 lần gặp những đức thôi. Vậy đó mà ở nhà dụng công tu hai thời sáng tối, nghe những đức chia sẻ Phật Pháp điều rang như vậy. Mà ở nhà tu, người chồng nói rằng bước vào nhà con 4 tầng thầy biết rằng bước vào là nghe thầy niệm Phật từ trên tới dưới luôn. Hai vợ chồng con á, một người là dạy học, một người là làm công việc gì cũng là trí thức đó. Thì quý vị biết rằng là buổi sáng hai vợ chồng chuẩn bị đi làm cái quỳ trước Phật, cái đảnh lễ Phật ba lại, xong cái nói với Phật rằng Phật ơi con đi làm. Xong cái đi làm gì, cái đảnh lễ Phật ba lại, cái dạ Phật ơi con đi về nhà mới về. À, hay ghê thiệt chứ. Cái cách này rất là hay, giống như Phật là người trong gia đình mình vậy đó. Phật là người trong nhà mình cùng với Phật gần gũi vô cùng. Vậy thì mình gần gũi Phật như vậy, vậy cặn tử nghiệp chúng ta niệm Phật làm gì Phật rước. Có nhiều người niệm Phật một câu Phật hiệu này lạ thay, họ niệm họ có nói gì nè quý vị, không biết niệm Phật Phật có rước không. Quý vị nghe câu này nè nghe. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Nếu như chúng ta xen vào cái việc của Phật làm, vậy thì chúng ta tu pháp tự lực. Còn nếu như chúng ta chỉ cần nghe lời chân thật niệm Phật, tín nguyện kiên cố mà niệm Phật như vậy thì chắc chắn Phật tiếp dẫn là đúng tu pháp nhị lực. Tự lực là mình tin mình niệm Phật, còn nhị lực là có tha lực Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta tu tịnh độ là đúng rồi đó. Nên người tu pháp môn tịnh độ này phải nhớ rằng mình cứ chân thật niệm Phật là chuyện của mình, cứ nghe lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, niệm A Di Đà Phật là Phật rước, rồi tin vào bổ nguyện Di Đà là niệm danh hiệu ngày ngày rước. Chúng ta cứ chân thật làm như vậy, còn cái việc làm của Đức Phật A Di Đà là ngài làm, là ngài rước mình, là ngài hứa rồi. Nếu như ngài không rước thì ngài nguyện không thành Phật, nhưng ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Như vậy thì mỗi một cái lời nguyện của ngài là chân thật, không có gì sai, yên tâm đi. Đó. Còn rất là nhiều người dụng công tu cứ nghĩ rằng bây giờ tôi phải tu làm sao để mà tôi niệm Phật mà không còn vọng niệm nữa, rồi tôi niệm Phật mà công phu đắc lực gì này kia. Khỏi cần suy nghĩ đến chỗ này. Phải nhớ chúng ta niệm Phật là Phật tiếp dẫn, Bồ Tát niệm Phật là Phật tiếp dẫn, Bậc A-la-hán niệm Phật là A-la-hán Phật tiếp dẫn. Như vậy thì ai niệm Phật, Phật cũng đến tiếp dẫn. Phật A-di-đà là người dẫn đường, dẫn đi. Nên chúng ta chỉ cần chân thật niệm Phật, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, hay là phiền não nhiều, phiền não ít gì, chúng ta cứ chân thật niệm Phật thì Phật tiếp dẫn. Nhớ nghe, nghe gì tự nhiên mình thấy mình có cơ hội rồi đó. Còn có nhiều người nào là muốn dụng công để đạt công phu gì đó, rồi bớt vọng niệm gì đó, để bớt phiền não gì đó, niệm Phật mà cứ nghĩ những thứ đó không à. Thôi bây giờ chúng ta cứ lo niệm Phật, chúng ta cứ nghĩ Phật, chúng ta niệm Phật đi. Và tự nhiên lâu ngày tất cả những cái thứ kia nó yếu đi, nó nhẹ đi, tự nó đi mất tiêu. Cứ tin như vậy đi, chính Nhân Đức thấy rõ ràng nè. Nhân Đức niệm một câu Phật hiệu Nhân Đức an lạc nè. Làm bao nhiêu việc mà vẫn vui vẻ, tự tại, không bực bội, lo âu nặng nề gì cả là nhờ niệm Phật mà ra chứ ở đâu. Đó quý vị, bây giờ nguyên một thời gian không đi đến đây, đi đến đây gặp Nhân Đức cũng như xưa. Cái gì khác đâu, đúng không? Chúng ta gặp lại cũng là tự tại vui vẻ. Trời ơi, năm nay ăn Tết mà mấy cái chương trình mà sinh hoạt mà những ngày Tết bị coi đi vui gì đâu. À, vui muốn rụng răng luôn. Nên từ nơi đó mà cười gì đâu mà quá trời cười luôn quý vị. Cái niềm vui nó đặc biệt gì đâu á, vậy nó vui tự nhiên lắm kìa. Mà mấy bà già trong chùa mình 80-90 tuổi mấy bà còn hứng lắm nha. Trời ơi, bà nhảy nhạc tưng tưng vậy nè. Mỗi người nhảy mỗi kiểu, không biết điệu nhạc gì luôn.
mà vui lạ lắm đó. Nên từ nơi đó mà đi về đây cảm thấy là tự nhiên mình hưởng được cái bình an. Nên những đức nói rằng đây là đại gia đình của chúng ta nè, ngôi nhà chung của chúng ta nè quý vị. Nên tất cả các cụ già khắp nơi nơi á, các cụ có cơ hội về đây để ở nương tựa tu hành rồi đó. Bây giờ xây dựng thêm là mình có cơ hội được có nhiều chỗ ở nơi. Mấy bữa trước có cái đài truyền hình ở Vũng Tàu mình, người ta xuống đây vậy. Người ta quay một đoạn ngắn, người ta làm một cái ký sự ngắn gì chùa mình á, là cái đó là mấy cái người mà đài truyền hình á người ta làm á. Rồi có một số nhà báo người ta đến đây, người ta hỏi han một số việc trong chùa mình. Rồi người ta viết mấy cái đoạn mà ta chụp hình, ta viết mấy cái đoạn báo quý vị, ta gỡ lên mạng. Và chính họ nói rõ ràng một câu nghe, những đức thiện có tiếp xúc họ mà một số quý thầy trong chùa, mà một số mấy cô, là khi mà họ phỏng vấn, họ nói chuyện, thì bắt đầu họ nói rằng lạ thay, ở đây nuôi nhiều người già như vậy, mà sao bước vào trong đây cái từ trường nó nhẹ quá. Chính chúng tôi cũng biết rất nhiều nơi về cái việc diện dưỡng lão, nhưng mà bước vào rất nặng nề và hôi hám vô cùng. Mà ở đây thì sạch sẽ, mà bước vào phòng quá sạch sẽ. Và mấy cụ ở đây vui quá, nhìn cụ nào cũng rạng rỡ dễ thương quá. Đó là chính người ta không có tu đó nghe, mà ta còn cảm giác được điều này đó. Đó có nghĩa là cái người niệm Phật lạ lắm quý vị ơi. Chính rõ ràng như đức bữa đó nhìn nè, một cái bà cụ ở ngoài đời nghe quý vị, không biết tu hành gì, đứa con biết tu mà muốn đưa bà mẹ vô đây, mà tự nhiên cụ đưa bà mẹ vô đây nghe, bà mẹ chín mấy tuổi. Rồi kế đó là bà cụ 10 mình cũng nằm kế bên, mà cái bà cụ kia bà còn khỏe hơn bà cụ 10 mình nữa. Trời ơi, mà nhìn cái bà cụ kia cái mặt thấy ghê lắm quý vị ơi. Đúng là cái người không niệm Phật mà già nhìn kinh khủng lắm kìa. Còn bà cụ 10 mình tự nhiên mình lỡ mình nói bà cụ, bà niệm Phật đó bà cụ. Cái bà này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Làm gì đó bà kia nói trời ơi, sao thấy thầy sao mà thấy bà già trong chùa bà nằm chỗ mà cũng dễ thương thầy ơi, ngủ quá à. Còn mẹ con mà bây giờ thầy coi kìa, bà cứ là bà nằm bà nói chào tao đâu rồi, tiền tao nhét ở đây đâu mất tiêu rồi. À vậy đó, bà cứ như vậy đó quý vị. Mà tâm trạng bà nặng nề lắm kìa. Còn bà cụ 10 mình á, bà vừa gặp bà nói chào thầy, khỏe không thầy, làm vậy đó. Mình kêu bà niệm Phật đi, bà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À thử đi, quý vị vô phòng niệm thấy bà cụ 10 bà nằm chỗ ôm nhóm nhách á, thầy vô đó thử coi thử đi phải không. Nó rõ ràng rất là lạ. Nên cái người mà niệm Phật là cái người an lạc vui vẻ quý vị. Vui vẻ và tự tại là ngay cái chỗ niệm Phật và chuyển hóa được cái số mệnh trong cái cuộc đời của mình. Nên cái cô đó đó, quý vị nghĩ đi, mà bị tức một cái mà cái miệng câm luôn gia đạo, quý vị biết rằng là sát sanh đó mà ra đó. Câm một cái là đi đến bác sĩ khám bệnh này kia, bác sĩ đông y tây y nói không biết bệnh gì hết trơn, không biết bệnh gì hết trơn á. Rồi có một cái ông thầy, ông nói một câu gì nè, bệnh này tự cô mà trị cô đi. Ý nói rằng là cô tạo cái nghiệp chướng này, cô tự mà tu chuyển nghiệp đi. Nghe không? Vậy mà cổ niệm, bắt đầu cổ niệm Phật cái mà nãy giờ cô nói mấy câu. Rồi cô nói câu tiếp tục nè, cảm ơn cha mẹ cho con thân tứ đại, con xin cảm ơn những gì đang có. Con gỡ lời đến mọi người gần xa, ai làm nghề buôn bán sát sanh nên dừng lại chuyển nghề, làm nghề khác không đói đâu, làm nghề khác không đói đâu. Tại vì nhà phải làm nghề sát sanh á, mà khổ vô cùng, bệnh đau chết tùm lum. Khi mà nhà còn có cái vườn rau mà trồng rau thôi, bà đi bán rau thôi, mà nó không đói mà nó còn ổn định gia đình nữa, nên bà nói là nên chuyển cái nghề sát sanh đi, làm nghề khác, bán rau bán hột é không đói đâu. À, nè, nhà đức chia sẻ vào khóa hoài, có một cái cô làm nghề đập đầu cá đó, cô nói một ngày kiếm được nhiều tiền đó, vậy mà cái thân thể bực bội khó chịu, nó không có thành bao nhiêu tiền, vậy mà đi đến chùa mình tu rồi cuối cùng chuyển qua bán hột é đó, vậy mà cuối cùng ổn định, bán hột é không có lỗ gì, có lời tiền bạc nữa chứ, mà nhẹ nhàng đó. Quý vị biết rằng cái nghề mà không sát sanh đó nghe, là tự nhiên cái phước nó tăng. Nhưng nhớ nè, bán bất cứ một cái gì cứ để cái máy niệm Phật ngay trong cái bàn đó đó. Ừ, bán cái gì cũng để cái máy niệm Phật ngay cái bàn. Bán vàng cũng để niệm Phật nữa. Bán cái thứ gì cũng để cái máy niệm Phật ngay cái bàn đó đó.
Mỗi một con người, người ta đến, người ta mua đồ, người ta nghe được một câu Phật hiệu đó là quý vị trồng cái thiện duyên, người ta đắc độ về sau đó. Nên đeo cái máy niệm Phật á, đeo đi vòng ngoài chợ, ngày nào cũng đi ra chợ á, quý vị biết rằng quý vị tu phước duyên biết bao nhiêu nói chưa? Họ giúp cho người ta nghe một câu Phật hiệu là gieo cái duyên đắc độ về sau. Quý vị coi tại sao chùa mình ngay cái cổng chùa rồi này kia bắt niệm Phật lớn gì. Rồi bên kia cái bảo tháp Như Đức để cái máy niệm Phật nó quay ra ngoài đường đó chứ. Bên kia bên này Tùng Lâm quay ra ngoài đường chi à? Để cho kẻ đi qua, người đi lại, người ta nghe câu Phật hiệu mà người ta gieo được cái thiện duyên. Nhưng nhớ nha, cái nơi nào mà quý vị biết xe đụng đồ mà tai nạn đồ liên miên ngay cái chỗ đó đó, cái chỗ đó mà năm nào cũng xe đụng có chết người à, vì thử đi để một cái máy niệm Phật nơi đó đi, cho nó niệm chỗ đó đi, rồi quý vị sẽ thấy à, tức khắc chuyển hóa liền, chuyển hóa liền, nơi đó từ từ không còn xe đụng nữa, 100% luôn đó. Đó nên từ nơi đó mà câu Phật hiệu này không thể nào giải thích nổi đâu quý vị ơi, vi diệu lắm. Trời ơi, bao nhiêu trăm con người mà quý vị nghĩ đi, mà nguyên một cái mùa dịch mà người ta vẫn sống ổn định, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Đó nên mà hàng Phật tử đi về chùa mình tu, quý vị chỉ cần cảm giác được cái câu Phật hiệu này mà về nhà áp dụng thôi, chỉ cần đi đứng nằm ngồi thôi, cái câu Phật hiệu này Nhà Đức nói hoài, Nhà Đức nói tán thán hoài, ai nói nhàm kệ tao, tôi tán thán hoài, không nói vòng vo chứ tôi không chuyển phương pháp gì chứ á, ai chuyển chuyển thì tôi không có chuyển, chỉ cảm giác được rồi. Trời ơi, chuyển làm gì? Nên quý vị mà nghe Nhận Đức mà nói gì, quý vị cứ chân thật mà niệm Phật đi. Chừng nào mà Nhận Đức chuyển phương pháp, vì nói thôi thầy chuyển kệ thầy, thầy chuyển kệ cha thầy, con không chuyển, chơi thẳng luôn, nói gì cho nó nhắn mạnh quá. Chứ bây giờ Nhận Đức đang tu, vậy mai mốt Nhận Đức chuyển, Nhận Đức dẫn quý vị một đám đi, cuối cùng cứ là chuyển hoài, quay quý vị như trong trống vậy, dại quá. Tôi đi học Phật với người khác nè, tôi quyết tâm tôi niệm Phật, ai có chuyển kệ họ, tôi không bao giờ chuyển. Tại vì tôi nhắm mục tiêu, tôi thấy rằng niệm Phật tôi làm được, tôi khuyên người ta làm được, và ai cũng niệm Phật được nè. Đặc biệt vô cùng chuyển của phương pháp khác sao làm được, chính mình cũng làm không được, đừng nói chi mà dạy người ta. Khó là không có làm được đâu quý vị ơi. Nhận Đức nói thật với quý vị nghe, bây giờ quý vị đọc sách của Ấn Tổ thôi, quý vị đã làm không được rồi. Tôi đã khảo sát qua rồi, tôi biết rồi. Đúng là cái căn tính con người bây giờ tệ vô cùng. Cái căn tính chúng ta bây giờ bèo lắm. Bây giờ quý vị nghe tịnh độ mà quý vị nghe, quý vị không muốn niệm Phật thì làm sao có cơ hội. Nghe mà muốn niệm Phật mới có cơ hội, còn nghe mà không muốn niệm Phật thì sao có cơ hội. Bây giờ quý vị có nghe hay cỡ nào mà không muốn niệm Phật. Có nhiều người cũng giảng về tịnh độ, trời, nói một cái là mình hết muốn niệm Phật luôn vậy đó. Họ nói về cái chuyện niệm Phật nó thâm sâu quá trời ơi. Nói về niệm Phật thâm sâu quá, người ta nghe một cái là thôi, chịu thua. Tại sao mà Nhân Đức đưa ra cái thời khóa tu cho nhiều người mà người ta tiếp nhận được? Tu tính rồi. Trời ơi, ở trong chùa này nè, tu không có bao nhiêu mà họ còn giỏi thì chứ đừng có nói mà đưa cái thời khóa ra một đống cho cái người ở nhà. Đưa thời khóa cho người ở nhà mà tầm lum chân đố quý vị dụng công tu được á. Nên Nhận Đức đã tính rồi và xem căn tính chúng sanh rõ ràng, chính mình và nhìn người rõ ràng rồi, nên đưa cái thời khóa gọn khỏe tu được, nhưng mà món ăn ăn hoài không ngán, còn hơn là đưa ra một đống mà cuối cùng không tu. Không tu cũng bằng không à. Nên từ nơi đó cái quan trọng của chúng ta là gì? Cứ cô động ngay cái câu gì? Câu Phật hiệu. Nói cái cô kia ở Phú Yên rõ ràng không? Nếu không niệm Phật làm sao cô được như vậy? Cái người như vậy thì chỉ cái gì bây giờ? Phải là ta niệm Phật được chuyển hóa cái số mệnh cuộc đời không? Bây giờ cậu gặp những đứa cô nói thầy, con xin thầy cho con vô đây con ở luôn thầy ơi. Rồi con về rồi con nói với mẹ con đưa mẹ con vô đây luôn, để con phụng dưỡng mẹ con trong đây. Những đứa nói tốt, đưa mẹ vô đây. Sau này mà những người mà già, mẹ cha già đồ đó, con cái nên chân thật phát tâm đưa vô đây. Nhận Đức lo hết trơn rồi, quý vị cứ đưa vô đây, quý vị lo thôi. Lo là gì? Cha mẹ tắm, cha mẹ đi tiểu vệ sinh, đi cầu, quý vị thay đồ cho cha mẹ, tả lót đồ Nhận Đức mua hết cho. Nhận Đức lo hết trơn, quý vị không có tốn tiền cắt nào đâu. Quý vị chỉ là người làm con lo cho mẹ cha thôi. Tại vì nếu kêu Nhận Đức đi kiếm cái nhân sự trẻ mà để mà vài trăm người không có đơn giản đâu quý vị ơi. Bây giờ ở đây Nhận Đức gầy dựng dữ lắm luôn á, cái khu ở đây được 5 cô đang phát tâm nuôi người già, mà 5 cô này lo được cho khoảng 40 cụ già.
Năm cô nuôi 40 bà già. Ở ngoài đời một bà già mà mướn một người làm mà chẳng ai để nuôi. Mà tại sao trong chùa mình năm cô mà lo cho được 40 cụ già? Vì mấy bà già trong chùa dễ nuôi. Mấy bà rất là dễ nuôi, cho ăn sao cũng ăn được chứ á. Nó dễ ăn lắm. Ăn chay mà ăn liềm liệm mà. Bột, sữa, đồ pha, ức vậy đó. Ngộ lắm, dễ ăn lắm. Còn mấy bà già ngoài đời khó ăn, câu có khó chịu. Còn mấy bà cụ già mình dễ chịu. Chỉ cần như Đức bước vào, như Đức nói chuyện chơi một chút là cười hú hí vậy đó. Lạ vậy đó. Nên từ nơi đó mà các cô rất là dễ nuôi. Nó nên tất cả những người có cha mẹ già yếu đồ sau này nè, cái ngôi chùa bên kia là quý vị vô, quý vị được phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ mình tạo điều kiện cho con cái phụng dưỡng cha mẹ đi quý vị. Thật sự mà nói, chúng ta làm con mà chúng ta báo hiếu cho cha mẹ mình, tuổi già mà được cho cha mẹ mình niệm Phật, rồi cuối cuộc đời cha mẹ mình mà được hộ niệm đưa cha mẹ mình đi, giống hệt như người trong chùa, trong lòng mình mãn nguyện vô cùng luôn. Quá mãn nguyện. Khi lo cho cha mẹ xong rồi, bây giờ mình muốn làm gì đó, mình làm chuyện của mình. Mình bổn phận làm con cũng làm được những việc đó thôi. Bây giờ mình cứ lo giàu nghèo hoài mà mình bỏ bê cha mẹ, đến khi cha mẹ chết đi thì bây giờ chúng ta khóc lóc có được cái gì đâu quý vị. Bây giờ mẹ cha già rồi, mình có cơ hội mình đưa cha mẹ vô chùa, mình dám chấp nhận mình ngưng làm ăn một thời gian luôn để phụng dưỡng cha và mẹ. Những đức nó thật sự, trong kinh Đức Phật dạy mà phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất mà. Nhiều người người ta không biết cái vận may này, người ta đi tiệm vận may đâu không à. Đi tiệm vận may đâu không, những đức nói thật cho quý vị nghe nghe. Nếu cha mẹ quý vị mà tuổi già yếu, quý vị ở nhà chăm lo đó, nhiệt tình chăm lo và niệm Phật á, và đi đến đây mà cộng tu ở trong chùa này, quý vị chăm lo cho cha mẹ mà niệm Phật á, cái công đức còn lớn hơn đi về chùa niệm Phật. Nhưng mà phải niệm Phật được nghe không, chứ ở nhà mà không niệm Phật mà chăm lo mà câu có là không có phước đâu, không có công đức đâu, hiểu không? Phải làm sao mà tu được an lạc vui vẻ, giải thoát được cái tâm thì mà nuôi cha mẹ nó trọ nó tuyệt vời gì đâu. Còn nếu như cái tâm nó không giải thoát mà nó câu có nặng nề mà nuôi á, thì nó cũng có được cái phước, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng ở trong lục đạo luân hồi, không giải thoát được. Giải thoát mới giải quyết được cái vấn đề cho cha mẹ ông bà, còn không giải thoát là chịu thua. Đây là những điều những đức nói tặng đáy lòng mình với cái cuộc đời mà bây giờ 41 tuổi mà sống không biết chừng nào chết. Bây giờ cố gắng mà làm những ngày hôm nay nè, bắt đầu từ những ngày hôm nay mà chân thật làm. Bởi vì tại sao mà bao nhiêu người già mà về chùa những đức có thể dám gánh quý vị? Tại vì tôi phải dùng cái bản thân này tôi làm cho xứng đáng tới ngày tôi chết. Xứng đáng. Trời ơi, ngu gì không làm. Ngu gì không làm. Trời ơi, dùng cái thứ, cái thứ thằng lụ đạn này nè. Tôi chỉ ai nha. Cái thứ thằng lụ đạn này, cái thứ hôi thối, không sử dụng nó hả, để một ngày nào rồi tự nhiên nó cũng bỏ mình hả? Ngu gì không sử dụng nó. Bây giờ nó còn đi, còn chạy, còn nhảy được mà mày phải làm gì cho tao? Phải làm thằng Đức ơi. Bắt nó làm. Dí Quân Âm cái này mày phải lại 1500 lại cho tao, mày không lại nói tao đập gãy chân mày. Thấy chưa? Nó tôi nói câu này tự suy nghĩ đi, nói ai? Thấy không? Không đi lại tao đập gãy chân mày. Đúng không? Nên tự dùng cái thân này nè, dùng cái thân này để sử dụng nè, để một ngày nào mình chia tay với nó, mình nói tao cảm ơn mày nghe. Trong mấy chục năm này mày làm việc tốt đẹp lắm. Được rồi, mày đi đúng rồi đó, được rồi, đi đi con, tao về cực lạc. Thấy chưa? Trời ơi, mình là người tu nghe, mất cái thân này đổi cái thân khác tuyệt vời hơn. Cái thân này nghe, lúc mũi chảy nước mũi ra gớm quá, ngủ nghe nước miếng chảy ra, tủi quá, gờ vô cái nách, thấy không, mồ hôi chảy ra hôi hám quá, tốt nghe, mấy ngày không gọi, đầu gào chí, thấy không, lỗ tai quên móc cứt rái, móc cục trong lỗ tai, trời. Mỗi ngày ăn đồ ngon tới chiều đi ra cái ui quá. Ở nhà cầu đây rồi môi nhà cầu. Ôi, khổ quá. Thì thấy chưa? Cũng là chăm lo cho cái thân này, vậy mà cái thân thúi hôi này nè, ai mà chỉ cần nói nó không phải, ai chỉ cần chăm chích nó, ai chỉ cần cái gì không phải với nó là mình đứng ra mình bụp người ta. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Nói thì nghe cười cười vậy mà bình tĩnh suy nghĩ, gác chân lên trán suy nghĩ nghe.
Nó suy nghĩ rồi nhìn thấu rồi buông xuống để dùng cái tăng này cho xứng đáng. Nên những đức nói năm nay mà lại 1500 lại mà cái người mà biết Phật pháp mà nghe được mà không đi đến lại được, đúng là uổng quý vị thiệt. Những đức nó thật sự tiếc núi quý vị, tiếc. Cái cơ hội mà chúng ta cùng á, tu chung mà mấy ngày liên tục mà gọi là xứng đáng. Phát tâm đi, nhà gần gần chạy đến tu, tu xong chạy về. Thì xong chiều chạy đến tu, tu xong chạy về. Nhà gần gần á, các phái đoàn gần 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 á, chiều chạy đến, tu xong chạy về. Chấp nhận tốn tiền xe luôn. Sợ gì? Sợ tu mà sợ gì? Quý vị coi qua cái trận dịch bệnh bao nhiêu người giàu chết, có cầm tiền thôi không? Vợ đẹp con xin gì cầm theo được không? Chúng ta tại sao không tích công lũy đức? Người nào không có tiền bao tiền xe cho đi luôn. Gan lắm. Trời ơi, bao cho người ta đi tu mà sợ gì? Những đức nói thật với quý vị nghe, họ vô trong cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, họ ngồi trong đó thôi, bây giờ quý vị cũng có phước. Họ ngồi không lẽ không nghe? Ngồi không lẽ không nghe? Nói, bây giờ họ ngồi, họ mỏi chân, họ ngồi họ, mình lại xuống lại họ xá ăn cái hết 500 danh hiệu, bây giờ họ cũng là xong 500 danh hiệu của họ. Nói quý vị nghĩ đi, chỉ cần chân thật phát tâm ngồi trong đó đi, lại 1500 danh hiệu đi, Bồ Tát Quán Thế Âm ngày dùng cam lộ ngày rưới xuống, quý vị ngồi cho mày hưởng sướng quá. Đúng không? Đúng không? Chỉ có lộ đãi xuống mình ngồi vô đó. Xuống quá sao mát quá trời, quá cái trời. Tôi thích quá trời thích. Nhưng đức nói quý vị chỉ cần chân thật phát tâm thôi, đừng có sợ. Đừng có nghe nói ngào đâu trong danh hiệu mà sợ. Quý vị mà lại sau 1500 danh hiệu nghe quý vị gan vô cùng luôn. Kỳ lắm. Cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, người nhát niệm thành gan, mà người gan niệm thành trí. Lạ lắm. Chứ không phải là gan niệm thành liều nha. Người nhát thì niệm thành gan, mà người gan niệm thành trí. Lạ lắm. Cái người nào mà nhút nhát lo sợ, rồi sợ ma, rồi sợ bệnh này kia đồ, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là tự nhiên nó bình tĩnh à. Trong cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đặc biệt lắm. Đó, nên phát tâm đi, mạnh dạn phát tâm, quỳ trước Phật. Nhưng mà đừng phan ở quỳ sớm quá. Quỳ sớm quá có khi trong cái thời gian này gặp trở ngại, hiểu không? Quý vị thấy năm nào cũng vậy nha. Sắp sửa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mình xuất hiện, mình muốn lại Bồ Tát Quán Thế Âm là có chuyện sắp đến liền. Thấy không? Thì biết chúng sanh mình thiếu phước kỳ cục cho quý vị. Nhưng mà bây giờ nó không có cái chuyện mà cách ly xã hội á, thì gan hay là nhát là trong thời điểm này. Tôi nhìn mặt quý vị coi ai. Bây giờ lúc này bị gan hay nhát nè. Nó bị gan hay không nè, lúc này mới biết nè. Lúc này mới biết là tu hay không tu nè em. Đúng không? Từ đâu đó nên chăng thật còn phát tâm đi. Trời ơi, người ta nè, tao lại hừng hực nè, mà rủ về mà trời lo đủ chuyện, nhưng mà tôi phái vậy được không? Tôi phái vậy đó. Ở cuộc đời này cái gì cầm theo đâu, nên cái gì dùng cho chúng sanh được thì cứ dùng hết đi. Hôm qua người ta cúng dường đâu một số dài dép mà La Hán ấy, vậy cũng đẹp lắm, cũng nhiều lắm, thấy nguyên một đống đó. Nó một chút ăn cơm xong đi ra tùy duyên nghe, sợ đông quá không đủ, nhưng mà tùy duyên ai có được thì nhận. Thấy cái đôi dài và La Hán đẹp lắm nghe. Mang đôi giày đó mà đi đến đây tu cũng đẹp á. Thấy giày mũ đẹp ghê. Thấy nguyên một đống bên kia người ta cúng dường kìa. Thật sự mà nói với cái cuộc đời này, bây giờ những đức nói những đức có cái gì những đức muốn tặng cho ta hết trơn luôn. Tặng cả cuộc đời này cho người ta luôn cũng được. Biết rồi, trời ơi, bây giờ mang cái thân này cuối cùng cũng bỏ mình. Hiểu rồi. Nên bây giờ là phải cố gắng tu hành, làm những việc phước duyên. Đây là cái chỗ cầm theo được nè. Nó nên bây giờ mình nghe gì rồi, tất cả người xuất gia, hàng cư sĩ, chúng ta cố gắng tạo phước duyên đi. Cuộc đời chúng ta sống nay chết mai, mà giờ cố gắng đi quý vị. Hàng cư sĩ cũng vậy, đừng có nặng với cái giàu sang trong cuộc đời này nữa. Bây giờ nghe Phật pháp đừng có nặng với cái giàu sang trong cuộc đời này nữa. Đẹp xấu gì kệ nó, miễn chúng ta biết tu là ngon rồi. Miễn cười là ngon rồi, đúng không? Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà. Cười lên à, cười lấy đẹp á. Nó quay phim thì cười dễ thương ghê chứ. Không, đúng là lâu ngày không gặp, gặp lại cũng như xưa. Thấy chưa? Mấy bà đó cũng cười dễ thương ghê luôn á. Không mà công nhận cái ông thầy hướng dẫn thì sao, Phật tử Iran nha quý vị. Nhìn cái đại chúng của mình sao nhìn người nào cũng đơn giản, dễ thương. Không có ai mà kem phấn lè lẹt cái chứng ngộ dễ thương ghê luôn á. Cả những đức coi những cái hội chúng, một số người giảng dẫn là lè lẹt nha quý vị. Nhưng mà riêng cái hội chúng mình, mấy cô tu càng trẻ là những đức hiểu rồi, hiểu mấy cô rồi. Cái tâm mấy cô an lạc nè.
rồi về biết á, thuận hòa với chồng con nè, thấy không? Rồi nghe Phật pháp rồi về vui vẻ trả nợ nè, đúng không? Chắc chắn mấy cô làm được điều đó, bởi vì càng ngày càng đẹp. Thấy chưa? Cứ vậy mà làm đi, khen mấy ba đẹp, mấy ba phái mà cười. Thấy không? Từ đó mà cứ mỗi tuần chủ nhật đi về đây là gì? Tích tụ năng lượng, nghe không? Tích tụ năng lượng. Nó bây giờ mà bây giờ chúng ta còn ngồi ở đây là đặc biệt lắm đó. Một số người mà ở phương xa đồ này kia mà ta cũng về đây nè. Hôm qua có phải đoàn ở Sóc Trăng về đây 30 người, 40 người, rồi đoàn ở Tây Ninh rồi ta về đây là tu, ta ở ta tu. Mà nằm dưới đất, quý vị biết không? Nằm dưới đất thôi, không có giường. Nằm trong lớp đệ tứ quy. Vậy mà ai cũng vui vẻ, thanh niên rồi mấy cô trẻ đồ gì mà về tu, rồi tóc vàng tóc đỏ mà cũng vô tu luôn. Cái chùa mình lạ ghê thiệt chứ, không? Mấy chàng thanh niên mà tóc vàng tóc đỏ vô tu ngon lành lễ Phật kinh liệt luôn. Hỏi mấy chú thấy mua đen quá mà vô đây tu được cũng ngon quá. Nói con giờ phải niệm Phật thầy ơi, thế gian nhiều kiếp nạn quá. Chỗ nói cũng hay quá. Thế gian nhiều kiếp nạn quá, giờ phải tu hành mới được. Đúng rồi, nó chuyến này đi vô chùa chuyến gì ăn chay luôn đi. Giờ có nhiều người ta nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Những đứa có nuôi mấy đứa nhỏ bên kia kìa. Đứa 12 tuổi 65 kg, đứa 14 tuổi 85 kg, đứa 11 tuổi 57 kg. Thiếu chất dinh dưỡng hả? Những đứa nói ăn chay nó mập ác đạn luôn chứ thiếu chất dinh dưỡng. Mấy cô trong chùa mình có ai thiếu chất dinh dưỡng không? Nhìn bà nào bà nấy tròn vo như hộp mít. Mấy chú trong chùa mình thiếu chất dinh dưỡng hả? Mấy ông thầy chùa mình thiếu chất dinh dưỡng hả? Những đứa thiếu dinh dưỡng hả? 74 kg rồi đã thiếu dinh dưỡng. Bây giờ phải dừng lại nè, không cho mập nữa. 80 kg sợ lộn mèo, lại không nổi. Bụng bự ơi, ăn chay thôi mà bụng bự hơn uống bia nữa. Ngày xưa uống bia bụng không bự mà giờ ăn chay bụng bự. Rõ ràng ấy, bị ơi, cái bụng bự là do cái gì? Cái bụng bự là chắc cái tâm mình lớn hay sao? Ngày xưa uống bia nhiều mà tâm nhỏ nên bụng không bự. Mà từ khi đi tu giờ tâm lượng càng mở rộng mà tự nhiên bụng bự, ngộ ghê. Bởi vì mấy cái bà mà có bầu là bụng bự. Tâm lượng lớn. Mấy bà cười, bởi vì mấy cái bà có bầu là tâm lượng lớn. Mấy bà khổ gì mà mấy bà vẫn phải có bầu để sanh con cho chồng. Tâm lượng mấy bà đàn bà lớn. Từ nơi đó mà mấy ông phải thương hết lòng hết dạ. Tại vì sao người ta vì mình mà ta dám mang cái bụng bự. Tâm lượng này lớn lắm. Bởi vì cái bà kêu bỏ bầu bà đi nệ 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 bà gặp những đứa nói thầy ơi thầy. Thầy vuốt cái bụng giùm cho con dễ sanh đi thầy. Không biết ai kêu bà, không biết bà lợi bà kêu mà nói thầy ơi thầy mới đi mà bắt eo nè. Mà đi mà dịnh cái bụng mới dứng á. Thì đứa ôi sao cô đi mà dịnh cái bụng kỳ nó. Tại vì cái kiểu mua đen mang thai là gì đó thầy. Kiểu mua đen mang thai là đi phải dịnh cái bụng dưới lại. Mới mang thì chưa dịnh. Nhưng mà khi mà bụng bự như con là phải dịnh đi. Vừa dịnh nê đi vậy đó. Này bà lợi nó thầy ơi thầy vuốt cái bụng con cho dễ sanh đi thầy. Nhưng Đức nói vuốt cái bụng quá, chưa dễ sanh vào đuôi cú lên đầu cô khác. Cô nói cú lên đầu con nữa ta. Rồi chú sanh tội nghiệp Đức ghê mình. Xong mình nói niệm Phật mới dễ sanh. Cái tâm hiền dễ sanh. Lúc mang thai đừng có bực bội, đừng có giận hờn ai dễ sanh. Sanh đứa con gương mặt tươi vui dễ thương, nghe không? Đừng có giận chồng, đừng có trách ai hết trơn á. Đừng có câu có khó chịu với bản thân gì hết, thấy không? Lúc mang thai vui vẻ, tâm tư nhẹ nhàng, dễ sanh. Còn những Đức vuốt nó cũng không có dễ sanh đâu. Cú đầu cũng không dễ sanh đâu. Mà những đứa khuyên cô á, hiền, niệm Phật, tâm tư vui vẻ, an lạc mới dễ sanh nghe không. Nhưng mà kệ thầy cứ vuốt đây đi thầy. Sao mệt ghê luôn á. Bà vậy đâu mà gan ghê. Nó nói gì rồi mà còn kêu vuốt nữa. Thôi đại vuốt đi ma. Ồ tội nghiệp thấy ghê. Mà công nhận cái người đàn bà bầu xưa giờ mình mới đụng cái bụng lần đầu nghe. Mới đụng cái bụng đầu tiên của cái bà bầu luôn á. Từ nhỏ tới lớn mới đụng lần đầu tiên cái bụng bà bầu á. Đụng vô cái bụng bà cứ ngắt rồi quý vị ơi. Thầy vuốt cái bụng bà thấy cái bụng bà cứ ngắt à. Thầy bà cứ năn nỉ hoài. Nói thầy ơi vuốt giùm con, nó kêu hoài mà giờ tội nghiệp bà quá. Mình thấy gì mình vuốt đại mà cái bụng cứ ngắt à. Xong mình thấy gờ cái bụng bà tìm cái. Gờ cái nó nói sao bụng bà cứng như nó. Không biết sao bụng cô cứng quá thầy á. Ồ đúng là khổ ghê, tội nghiệp người đàn bà vô cùng á quý vị. Nên mấy ông phải thương vợ nghe không? Nhiệt tình hết lòng mà thương vợ. Nó, tại vì người ta mang bầu người ta đẻ chữa khổ lắm mấy ông ơi.
nó phải sống hạnh phúc và chung thủy với người ta, tạo điều kiện cho người ta tu hành. Nên những đức nói rằng những cặp vợ chồng mà vô chùa mà biết tu thiệt, thật sự mà nói hạnh phúc thiệt. Bây giờ là vợ chồng của nhau mà biết tu mà cầu sanh cực lạc, quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị đang ngồi đây và quý Phật tử khắp nơi được coi qua cái bữa cộng tu gì, ai cũng nghe được Phật pháp và nên phát tâm niệm Phật. Rồi dụng công hai thờ, mỗi ngày chia sẻ Phật pháp hai buổi, bị cố gắng nghe để gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Và năm nay phát tâm rộng lớn, rủ người, mỗi người nên rủ chăng thật, rủ người, rủ càng nhiều càng tốt, rủ đi đến đây để chúng ta lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị khỏe mạnh để mà tu hành, rồi sống tốt đẹp an vui, rồi hướng về thế giới cực lạc, và điều hẹn gặp ở thế giới cực lạc hết nha. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chùa chúng ta cộng tu, quý Phật tử về đây rất là đông, chúng ta niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp, xong chúng ta được làm lễ cúng đĩa thực và phóng sanh. Cái lợi ích rất là lớn khi chúng ta cộng tu chung mà đông như vậy. Mình ở nhà mình giống như một mình là như một ngọn đèn, mà vô đây có khi bao nhiêu ngọn đèn thắp lên. Cái lợi ích của cái cộng chúng nó lớn như lắm. Nên là tuy một thờ lễ Phật mà ngày chủ nhật chứ cái trọng lượng của nó lớn dữ lắm so với ở nhà của mình. Và thêm cái nữa là mình đi về đây thì người thân mình có những người mắt chưa siêu thì cũng đi theo, hay những người mang nghiệp phá thai thì thai nhi luôn luôn đi theo mình. Đi vào trong đây được nghe pháp rồi niệm Phật, khi mà đông người niệm Phật gì thì Phật quang phổ chiếu, người ta sẽ hưởng được cái niềm an lạc mát mẻ. Cái tâm trạng người ta sẽ không còn cái tâm hận thù đòi nợ. Ta nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì lìa khổ được vui. Từ nơi đó mà cái ngày chủ nhật cộng tu được lợi ích cho bản thân mình rất lớn, và lợi ích cho tất cả những phần hữu hình rất là lớn. Và chúng ta đem cái công đức này cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân. Và những người ghi tên cầu an cầu siêu ở đây, chúng ta đều hồi hướng chung. Tất cả những người đều hướng về Phật pháp tu hành đều được hồi hướng, tất cả chúng sanh đều được hồi hướng cái công đức này, thân tâm thường an lạc và điều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là đại lão hòa thượng và nguyện và tất cả đại chúng thân tâm thường an lạc, và gia quyến quý vị biết Phật pháp tu hành và phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện ngồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời diệu kiếp, hay hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thưởng những công đức này, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổn nguyện Di Đà niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiếp từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật từ giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ thịnh chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiếp thành cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thập phương nhất thiết cô hồn cập, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo,
an mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, an ngã ngã nam tam bà bà biệt nhật ra hồng, an ngã ngã nam tam bà biệt nhật ra hồng, tam bà bà biệt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hữu danh vô vị ơi, thai nhi bị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bị A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi tuần chủ nhật đại chúng về không tu rất đông, mà trong đó có nhiều cháu nhỏ cũng được ông bà cha mẹ dẫn theo đến đây. Có những đứa cháu khi sanh ra lớn lên cũng lanh lẹ, có những cháu thì có khi sanh ra lớn lên cũng khù khờ. Nhờ ông bà cha mẹ biết được Phật pháp, nhất là pháp môn niệm Phật, dẫn các cháu đi về chùa, cháu nhỏ nào cũng được gieo cái thiện duyên rất là lớn. Và mỗi tuần đi đến đây được niệm Phật, được nghe pháp, rồi được làm lễ phóng sanh. Dù là nghiệp chướng các cháu có nặng nề cỡ nào, nhưng nhờ cái công đức tu hành đó mà tiêu trừ nghiệp chướng. Có những cháu khi lớn lên cuộc đời các cháu sẽ rất là khổ, nhưng nhờ nghe Phật pháp sớm, biết tu hành, biết niệm Phật, sau này nó chuyển cái nghiệp, rồi cuộc đời các cháu sẽ gặp những điều tốt đẹp. Nhiều cháu niệm Phật cái duyên phước rất là lớn, nhiều người ai nhìn thấy cũng thương. Nên cái công đức phóng sanh này lớn dữ lắm quý vị. Tại vì mỗi một người chúng ta thương nhất là cái thân mạng mình. Vậy thì tất cả những loài súc sanh nó đều thương cái thân mạng, như con gà hay con vịt hay bất cứ con vật nào, đâu bao giờ mà nó đem cái thân nó lại, nó đưa mình, nó kêu mình cắt gỗ để ăn thịt. Nhưng mà do chúng ta dùng cái sức mạnh của mình để mình giết nó, từ nơi đó mà tạo cái nghiệp sát là nặng nhất. Nên những người mang nghiệp phá thai, cái nghiệp gia đạo nó lộn xộn lu bu, khi sanh ra đứa con nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu với mình, tại vì mình đã từng phá thai. Có những người phụ nữ phá thai nhiều lần, khi muốn sanh con sanh không được, từ nơi đó mà nhờ cái công đức tu hành mới có thể hóa giải được. Như nãy chúng ta cúng thí thực là chúng ta mờ người ta để dùng, mà về đây mời người ta dùng gì, người ta phát tâm vui vẻ, người ta biết ơn, nên người ta phát tâm, người ta tu hành. Và làm lễ phóng sanh đồ là mình thả những con chim này bay đi, mình mang một cái tâm quan hỷ vô cùng khi nó bay đi. Đó là tu một cái hạnh vô ý thí mà tâm mình an, sức khỏe, tuổi thọ kéo dài.
cái công đức phóng sanh ăn chay này nó có thể hóa giải cái nghiệp chướng cho nhân sinh lớn dữ lắm. Nên mỗi tuần quý vị về đây, quý vị tu hành tùy thuận cái công đức phóng sanh này quan hỷ thì tức khắc phước báo rất là lớn. Nên chúng ta đọc tam quy y cho những con chim này, khi nó được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ở trong ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Đức Phật, và nên phát tâm niệm Phật để xả cái thân súc sanh này. Vì cái thân súc sanh này rất khổ, từ mang cái nghiệp ngu si không biết Phật Pháp mà làm ác, nên cuối cùng mang cái thân súc sanh. Từ bất hiếu với cha mẹ là ngu si, bất hòa với anh em là ngu si, dành của cải với anh em là ngu si, vợ chồng mà đến với nhau mà cuối cùng kình lộn chia tay nhau rồi bỏ con cái là ngu si. Từ nơi những cái nghiệp ngu si đó mà nó đọa làm loài súc sanh rất là khổ. Rồi cái nghiệp sân hận thì đọa trong địa ngục, mà nghiệp tham lam đi đâu cũng vơ vét đem về nhà, thấy của cải ai rớt là lụm lấy. Từ nơi cái tâm tham đó mà đọa làm loài ngạ quỷ rất là khổ. Nên chúng ta nghe Phật Pháp rồi nên phát tâm sửa đổi lỗi lầm, tu hành niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa vàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mời toàn thể đại chúng chúng ta xuống nhà ăn để dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.